Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu phát triển 1.550 đảng viên mới, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt hiệu quả. Chỉ trong 10 tháng, tỉnh đã kết nạp 1.472 đảng viên, đạt 95% kế hoạch đề ra. Trong số này, gần 65% đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã về đích sớm và đảm bảo chất lượng đề ra. Chỉ trong 10 tháng, Đảng bộ huyện Châu Đức đã hoàn thành chỉ tiêu kết nạp 145 đảng viên mới được tỉnh ủy giao năm 2023. Không chỉ vậy, việc phát triển đảng trong học sinh trung học phổ thông của huyện cũng đứng đầu tỉnh với 8 học sinh đã được kết nạp, tăng 7 chỉ tiêu so với năm 2022. Thì nhà trường đang có một đội ngũ là học sinh rất là hùng hậu, là học lực giỏi, hạnh kiểm tốt và có nhận thức sâu sắc về đảng. Cho nên là nhà trường cũng đã tạo cái đội ngũ dự nguồn và trong năm nay và các năm tiếp theo sẽ có những cái học sinh sẽ được kết nạp vào đảng. Đến thời điểm này, Đảng bộ huyện Đất Đỏ đã kết nạp được 126 đảng viên mới, vượt gần 10% chỉ tiêu tỉnh ủy giao năm nay. Kết quả này có được là nhờ Đảng bộ huyện đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó có việc xây dựng lộ trình kết nạp cụ thể, đẩy mạnh tạo nguồn, kết nạp trong các ngành giáo dục, y tế. Và chỉ đạo cho công an huyện cùng ban tổ chức quân quỹ là đẩy nhanh tiến độ trong việc xu tra các hồ sơ khó. Cái thứ ba nữa là giao cho chi bộ phòng giáo dục đào tạo, đảng bộ trung tâm y tế rà soát lại các cái nguồn quần chúng để tiếp tục vận động tạo nguồn phát triển đảng. Với 134 đảng viên mới kết nạp được, Long Điền không chỉ vượt 16% chỉ tiêu kết nạp đảng được tỉnh ủy giao trong năm 2023, mà còn tiếp tục duy trì vị thế là đảng bộ cấp huyện dẫn đầu tỉnh hoàn thành sớm và vượt kế hoạch kết nạp đảng tỉnh giao trong 2 năm liền. Thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng, trong đó hướng vào các nhóm, giáo dục, y tế, dân quân tự vệ, người lao động trong các doanh nghiệp, những ngành, lĩnh vực có nguồn quần chúng dồi dào, đủ điều kiện và nhiều cơ hội phấn đấu vào đảng là những giải pháp mà đảng bộ huyện triển khai để đạt được thành quả trên. Chúng tôi đặc biệt không những về số lượng mà quan tâm đến chất lượng và cả về cái cơ cấu. Chúng tôi phải chỉ đạo được các chi bộ xây dựng một cái kế hoạch để sinh hoạt chuyên đề trong cái từng chi bộ của mình, tùy theo đặc thù của mỗi cái chi đảng bộ. Thường xuyên tổ chức tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm tạo nguồn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong xây dựng đảng, phát triển đảng viên, tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng ưu tú ở từng cơ quan, doanh nghiệp địa phương. 10 tháng năm 2023, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã kết nạp được 1.472 đảng viên mới, đạt tỷ lệ gần 95% kế hoạch năm. Trong đó, đáng ghi nhận là đảng viên được kết nạp trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước vượt 18,5% chỉ tiêu. Số lượng tổ chức đảng thành lập mới cũng vượt 10% chỉ tiêu. Không chỉ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng cho năm 2023, mà còn hướng đến cả nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tập trung không chỉ vào những ngành, những lĩnh vực có nguồn dồi dào, chất lượng, mà còn ở những ngành, lĩnh vực đang có tỷ lệ đảng viên thấp. Việc phát triển đảng tại Bà Rịa Vũng Tàu phải bám sát phương châm, quan điểm, tăng số lượng, trẻ hóa đảng viên, nhưng phải đảm bảo chất lượng.